Vẫn không có hẹn gặp em gì hết. Tại vì em thấy cái cách nói chuyện của ảnh rất là đàng hoàng. Lúc đó là cái mẫu người của một cô vi sinh viên năm 3 đó, là một mẫu đàn ông có công ăn việc làm, đàng hoàng, kiểu như là người đàn ông thành đạt. Đó là làm cho em, mặc dù chưa gặp nhưng mà em cũng đã gọi là thầm thương trộm nhớ. Lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau nè, thì em có ấn tượng gì về cô học trò này? Thì ấn tượng nhất của em là lúc đó là so với lại những cái hình ảnh ở trên mạng á, thì cô bạn này ở bên ngoài thì dễ thương hơn nhiều. Do là trước lúc đó là ảnh là mẫu người của em, cho nên là cái lúc gặp nó em giống như là đã thích rồi, và gặp ở ngoài nó vẫn giống như những gì mà mình nghĩ, mình tưởng tượng, đúng không? Dạ, lúc đó em không hề để anh biết là em đã mến ảnh rồi. 10 giờ là em phải chở bạn này về, chở cái cô nàng này về về cái phòng trọ á. Thì cái anh chàng kia anh đứng ngay chỗ trước cửa phòng trọ. Anh chàng người yêu cũ hả? Dạ. Đó. Đứng trước cửa phòng trọ của này luôn. Còn sao? Đó, hai người đối diện nhau. Anh kia chạy qua quýt em một cái, mà tướng to hơn nữa. Nhưng mà mình cũng phải giữ phong thái của mình, mình không sợ. Mình có liếc lại không? Mình có quýt lại không? Dạ không, em cũng đứng một hồi. Đó, xong nhìn để nhau xem không vậy đó. Dạ, để xem anh đó anh làm cái gì. Lúc đó em sao? Em đi vô luôn, thì anh cứ gọi hoài là kêu ra nói chuyện cho nó rõ ràng đi. Rồi lúc đó em mới thấy vậy, em mới đi ra nói chuyện. Ai về là anh này là đứng ở ngoài, anh coi em có đi hay theo hay không. Anh thấy em đi theo luôn mới ghê. Thấy vậy rồi em sao? Em quay xe em đi về, nhắn tin lại kêu là thôi chúng ta làm bạn bè nha. Nhưng mà đêm đó là em đi với cái bạn kia thì là em đi uống cà phê để em nói chuyện rõ ràng xong rồi em đi về. Đến bao lâu thì mới hết những mối quan hệ bạn bè mà tiến xa hơn nữa là quen nhau? Nói bằng miệng mẹ chứ sau đó cũng nhắn tin nói chuyện với em. Mai là xong mà, trời, cái dòng tình yêu nó vậy mà em ơi. Nói chuyện qua nói chuyện lại rồi hôm nào cũng đi chơi suốt như vậy cho đến mấy tháng sau là ảnh tỏ tình, là nói là mình bạn gái nha. Lúc đó em cười. Gương mặt phu thê, mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào con Văn, nhà anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em là Thiện, dạ năm nay em 30. Hồi trước em là giảng viên của trường đại học, và bây giờ là em về em làm việc cho vợ mình. Để con em. Dạ em tên là Kim Đào, em sinh năm 1994. Em học luật cho nên em kinh doanh bên mảng là công ty luật. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Và ấn tượng gì về nhau? Hồi đó là em còn làm giảng viên á, em có hay giới thiệu cho sinh viên của mình có những cái lớp dạy. Một cái buổi sáng đang ngủ thì cô nàng này gọi đến xin một cái lớp dạy, nhưng mà nói với cái kiểu rất là... Nói sao? Thầy ơi, thầy có lớp dạy không? Em muốn có một cái lớp dạy. Hồi đó em làm việc suốt đêm á, mà nghe cái cách nói như vậy thì cũng hơi khó chịu. Dạ thì em mới nói là tại vì lúc này á, thầy cũng bận với lại học lên cao rồi, thầy cũng không có nhiều việc để cho giới thiệu cho em. Em không có biết ảnh, thì một bạn á, là cho em số điện thoại, nói là xin qua trung tâm gia sư thì tốn tiền, còn xin qua anh này là anh cho lớp miễn phí, cho nên là em gọi em xin. Thường số người lạ là em chẳng lưu lại đâu, nhưng mà không biết sao lúc đó em lưu lại là thầy Thiện gia sư. Rồi thời gian rất là lâu, cũng khoảng 4-5 tháng gì đó. Rồi cũng là cái khoảng thời gian đó là em đi nhắn tin dạo. Buổi tối đó là em giận bồ cũ của em á, cho nên là em bấm thêm một loạt hết. Rồi cuối cùng là thêm ảnh. Em cài hình đại diện Zalo á là đồng phục của trường, cho nên ảnh mới nhắn hỏi là em là sinh viên trường Đại học Sài Gòn hả? Cái em mới dạ, rồi từ lúc đó là nhắn tin qua lại với nhau. Tối nào cũng nhắn với em cả, và ngày nào cũng nhắn. Hôm nào mà không nhắn thì sẽ nói là anh đi gặp bạn cho nên tối nay không nhắn tin. Làm cho mình có cảm giác giống như là ảnh coi mình rất là quan trọng. Đó, và từ lúc đó thì cũng vì hiểu lầm như vậy cho nên là em cắt đứt bạn trai cũ luôn. Trời ơi, non nớt cô gái này, non nớt quá. Mà hả, một tháng mấy sau vẫn không có hẹn gặp em gì hết. Tại vì em thấy cái cách nói chuyện của ảnh rất là đàng hoàng. Lúc đó là cái mẫu người của một cô vi sinh viên năm 3 đó, là một mẫu đàn ông có công ăn việc làm, đàng hoàng, kiểu như là người đàn ông thành đạt. Đó là làm cho em, mặc dù chưa gặp nhưng mà em cũng đã gọi là thầm thương trộm nhớ. Lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau nè, thì em có ấn tượng gì về cô học trò này? Thì ấn tượng nhất của em là lúc đó là so với lại những cái hình ảnh ở trên mạng á, thì cô bạn này ở bên ngoài thì dễ thương hơn nhiều. Do là trước lúc đó là ảnh là mẫu người của em, cho nên là cái lúc gặp nó em giống như là đã thích rồi, và gặp ở ngoài nó vẫn giống như những gì mà mình nghĩ, mình tưởng tượng, đúng không? Dạ, lúc đó em không hề để anh biết là em đã mến ảnh rồi.
10 giờ là em phải chở bạn này về, chở cái cô nàng này về 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 cái phòng trọ á. Thì cái anh chàng kia anh đứng ngay chỗ trước cửa phòng trọ. Anh chàng người yêu cũ hả? Dạ. Đó. Đứng trước cửa phòng trọ của này luôn. Rồi sao? Đó, dạ. Hai người đối diện nhau. Dạ. Anh kia chạy qua quýt em một cái. Mà tướng to hơn nữa. Nhưng mà mình cũng phải giữ phong thái của mình, mình không sợ. Mình có liếc lại không? Mình có quýt lại không? Dạ không, em cũng đứng một hồi. Đó, xong nhìn để nhau xem. Không vậy đó. Dạ, để xem anh đó anh làm cái gì. Lúc đó em sao? Em đi vô luôn, thì anh cứ gọi hoài là kêu ra nói chuyện cho nó rõ ràng đi. Rồi lúc đó em mới thấy vậy, em mới đi ra nói chuyện. Ai về là anh này là đứng ở ngoài, anh coi coi em có đi hay theo hay không. Anh thấy em đi theo luôn mới ghê. Thấy vậy rồi em sao? Em quay xe em đi về, nhắn tin lại kêu là thôi chúng ta làm bạn bè nha. Nhưng mà đêm đó là em đi với cái bạn kia thì là em đi uống cà phê để em nói chuyện rõ ràng xong rồi em đi về. Mà đến bao lâu thì mới hết những mối quan hệ bạn bè mà tiến xa hơn nữa là quen nhau? Nói bằng miệng vậy á chứ sau đó cũng nhắn tin nói chuyện với em. Mai là xong mà, trời cái dòng tình yêu nó vậy mà em ơi. Nói chuyện qua nói chuyện lại rồi hôm nào cũng đi chơi suốt như vậy cho đến mấy tháng sau là ảnh tỏ tình là nói là mình bạn gái nhau. Lúc đó em cười khúc khích trong bụng em nói. Em quen nhau bao lâu? Quen nhau cũng 3 năm mấy thì mới bắt đầu lên kế hoạch để cưới. Nhưng mà trong thời gian tụi em quen nhau á, có trục trặc gì với hai gia đình không? Ngày cưới là kiểu như là bên em coi ngày, nó là tuổi em với tuổi ảnh là bị vấn đề không cho cưới. Bên ảnh coi thì là cưới được. Trục trặc gì cũng thầy bói đó. Thế là ảnh đi xuống, anh gặp thầy bói luôn. Em ở trên đây ở nhà thuê đúng không? Dạ. Có bao giờ mà Thiện gợi ý rằng là thôi đừng ở nhà thuê nữa, bây giờ qua ở nhà anh chung đi cho bớt tiền nhà, có không? Ảnh là nhát hơn em. Và cái kiểu quy củ của giáo viên á chị, tất cả mọi chuyện hầu như em chủ động trước không ạ? Nhưng mà dạ. Cuối cùng thì tụi em có dọn về nhà nhau ở hay là sống thử trước có hay không, như thế nào? Dạ có. Rồi gia đình em biết không? Tới chừng mà cha em biết á thì cha em lúc đó giận và buồn em lắm luôn. Khuya mà nhắn tin nói cha giận con, cha buồn, giờ cha còn khóc. Là lúc đó là cha em biết, mẹ ảnh cũng biết trước nhưng mà kiểu như che giấu cho hai đứa. Do là nhà ảnh chỉ có hai mẹ con sống với nhau thôi, giấu cho đến cha em biết. Thế là cha em biết xong thì cha em nói thôi cưới thì cưới đi chứ đừng có như vậy. Tụi em cưới nhau là bao lâu rồi ta? Dạ khoảng 2 năm hơn rồi. 2 năm hơn đúng không? Ủa nhưng dạ. Mà lý do gì sao mà em bỏ cái công việc đi dạy để mà về làm với vợ? Thì cái công việc đi dạy á nó trái giờ so với lại công việc mà vợ em làm. Hai vợ chồng ít gặp nhau rồi đôi khi nó xảy ra cái hụt hạt. Em là cái người em quan trọng, em hướng nội, em hướng gia đình nhiều hơn. Cho nên là đắn đo suy nghĩ thì em thấy cái công việc của em nếu mà em có học lên nữa thì nó cũng chỉ tới đó thôi. Vậy thôi em về em dồn lực em giúp đỡ cho gia đình. Quá tốt. Vậy là hai bạn này bây giờ là công ty ở nhà. Dạ đúng rồi. Rồi hai vợ chồng làm chung với nhau. Dạ. Tối thì lên ngủ chung phòng với nhau. Bây giờ mới lòi ra những tật xấu nào. Kể nghe coi. Thầy khui trước đi. Bà này bà sếp mà cho bà khui trước đi. Bà khui xong rồi á là bà khui, nhiều khi khui quá lên ông thầy mới nổi điên ông khui lại. Chứ bây giờ cho ông khui trước đâu dám khui. Dạ. Tính của ảnh xấu nhất là cọc lóc thương em á. Nhưng mà nó cọc lóc sao đâu á, không có lãng mạn. Thầy toán phải không? Dạ đúng rồi. Ông thầy toán sao đòi ông lãng mạn được. Cuộc đời ông chỉ có con số mà thôi. Em thì thích ảnh lãng mạn hơn chút nữa. Sao nữa nè, con gì nữa nè? Ảnh là kỹ tính hơn em nữa. Không kỹ tính gì. Là sao? Kỹ tính là ảnh sạch sẽ hơn em nữa. Hay dục một cái duy nhất là vớ, còn những cái thứ còn lại á là rất là ngăn nắp, nhưng riêng đôi vớ là không ngăn nắp. Thầy hoàn hảo quá, thầy chỉ có hơi mà không lãng mạn dạ. Thôi đúng không? Tới thầy Thiện khui học trò đó. Nàng này khui. Cái gì cũng được hết, mỗi tội con cái là lười rửa chén. Nhiều lúc em bận quá nên em hay cự. Tại vì nhiều khi là sáng làm xong rồi tối vẫn còn dạy. Dạy tới 11 giờ xong xuống còn nguyên đóng chén lên cự. Ủa nhưng bây giờ còn dạy nữa hả? Dạ. Dạy online á. À dạy online. Dạ, dạ. Lâu lâu là xung đột. Là em cứ cặm cụi phải tự rửa chén một mình đúng không? Dạ. Đó rồi có tự nghĩ, tự kỷ rớt cái giọt nước mắt thầm thầm. Dễ sợ quá. Nước chén pha nước mắt. Ừ. Trời ơi 11 giờ mấy mà. Còn bây giờ còn quạt. Nước mắt pha nước mắt chén. Dạ. Rồi nè, có hay nóng tính không? Nàng này thì không có nóng tính nhưng mà cứ tới 10 giờ tối trở đi á mà em ngồi em bàn cái công chuyện gì là kiểu gì cũng quạo à. Nghĩa là dễ quạo vào ban đêm. Dạ. Dạ. Đúng không? Dạ, mà không biết sao á, tối vụ giận nhau cái quay hai bên. Cái sáng cái là kiểu như nó ra mùi á, là nhớ mùi là cũng ôm lại. Tụi em không bao giờ mà giận qua được hết buổi sáng. Cái tật là theo cái phong cách của những cô bạn là
thường là ban tối ngủ là không có thích quá nhiều đồ. Muốn đi gì vậy mới nói là tại sao mà lúc buổi tối dỗi nhau mỗi đứa quay xong buổi sáng là ôm lại ngủ đó sao mà không ôm được. Rồi bây giờ mong muốn người đẹp này thay đổi điều gì thầy? Em chỉ mong muốn là đừng có cầu nhau trong công việc quá. Tại vì em là một cái người trái ngành thôi, và em cũng học hỏi rất là nhiều trong cái khoảng thời gian một năm vừa rồi để mà công việc hai vợ chồng nó càng ngày nó càng phát triển hơn. Ngoài ra là vợ thì cứ là vợ, công ty thì có được quyền quyết đoán, nhưng mà về việc gia đình thì đừng quyết đoán để cho chồng. Còn rồi em đó, ảnh là đàn ông, ảnh danh vọng cao hơn em là một giảng viên, nhưng mà ảnh dám từ bỏ cái đó để làm cùng em chỉ vì em nói một câu đó là bây giờ nhân viên có rồi, văn phòng có rồi, mà bây giờ em sinh em bé đó, giờ không lẽ em đóng cửa công ty. Cho nên là lúc đó ảnh bỏ hết, ảnh về ảnh phụ em, để một ngày nào đó là khi em có em bé xong á, là em có thể là vừa có vật chất mà vừa có nhiều thời gian cho con em. Why? Đó, cho nên là em thấy là ảnh đã vì em như vậy rồi. Và trong công ty á, ảnh thuần bên kỹ thuật marketing, em quyết đoán và kiểu như là em giao tiếp với đối tác ok, ảnh không có ngại để cho em làm CEO và ảnh chỉ là theo phụ em thôi. Cho nên là anh đã hy sinh cho em quá nhiều. Và đây cũng là người đàn ông mà gọi là tuổi trẻ của em á chị. Tuổi trẻ mà mình yêu tới nỗi mà mình là kiểu như cái mẫu người đó là mình quá ngưỡng tìm mộ. Tìm đúng người luôn đó, đúng không? Là mình yêu cực kỳ. Em đã hiểu được cái điều là chồng em hy sinh cho em. Thì em phải hiểu được rằng á, khi đã có chữ hy sinh rồi, em phải suy nghĩ ngược lại cả cái sự nghiệp của ảnh, đúng không? Ảnh đã dành cho em hết rồi. Cho nên có đôi lúc mình phải chú ý về cái vấn đề giao tiếp giữa hai vợ chồng. Khi ở trong gia đình, ảnh phải là người chồng. Cho dù em ở, tại vì công ty nó ngay tại nhà, thành ra là cái sự phân định nó rất là khó. Chính vì khó mà mình phải chú tâm hơn. Ảnh ở trong nhà đó, trong cái công ty đó, ảnh phải là một người chồng, đúng nghĩa. Đó, trên mọi phương diện, đó ý chị nói là như vậy. Dạ. Em hiểu chị không? Thành ra là có những cái nhiều khi mình không để ý. Mình cứ nghĩ là ông hiểu mình, nhưng mà không phải vậy. Tại vì ông hiểu mình có thể hiểu một năm, hai năm, một thời gian này, nhưng mà nhiều khi mình lướt qua tất cả những cái tế nhị đó, thành ra ông nghĩ là ủa sao kỳ vậy. Vì vậy cuối cùng là mình là ai trong trong cái cuộc đời cô ấy, trong cái vị trí cô ấy, trong cái đầu óc cô ấy, mình là ai? Hay là có khi nào ông cổ quên mất mình là chồng, cô chỉ nghĩ mình là một người làm việc cho cái văn phòng luật của cổ. Hiểu ý chị không? Dạ. Cái đó mình phải hết sức để ý. Dạ. Đó, vậy thôi. Và như vậy thì chắc chắn là tụi em sẽ có một cái cuộc sống cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ thành đạt. Đó. À, còn bây giờ thì mong con không? Dạ mong. Rồi đây thôi âm, nhiều quá ông. Trước khi kết thúc thì anh chúc cho hai vợ chồng công việc hai đứa lúc nào cũng là kết hợp với nhau sẽ phát triển, hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Và đặc biệt qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Em cảm ơn cái chương trình ngày hôm nay vì đã lưu lại cái khoảnh khắc này của vợ chồng em để có thể sau này cỡ như chị Hồng Vân thì mình coi lại mình mỉm cười. Đúng vậy. Em cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận đã chia sẻ với em những cái kiến thức hay như thế này. Em cảm ơn rất là nhiều và em trân trọng. Cảm ơn các em.